Và trước đây thì mọi người cũng không dám đụng chạm vô cái tảng đá này. Trừ khi ông này ông người cao to bưng cũng bưng về chùa bưng không được. Có ông này phải cúng thì tám người lực sĩ mạnh mẽ mới bưng được. Mấy mấy người Và lúc đấy ông này phải làm lễ xong là Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại chùa Thập Tháp Di Đà. Và đây là một trong những cái ngôi chùa cổ kính của tỉnh Bình Định với rất nhiều kiến trúc độc lạ. Hôm nay đến với ngôi chùa này, Bùi Hồ không chỉ quay về cái kiến trúc của chùa Thập Tháp giếng chùa mà đến đây để quay cho cô bác quý anh chị xem một cái hòn đá có tuổi đời hơn 300 năm, gọi là hòn đá Quán Hồn. Và thật sự như thế nào về hòn đá Hoán Hồn, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào bên trong ngôi chùa tìm hiểu thêm về hòn đá này nhé. Đây là một cây cổng mà chúng ta thấy nó rất là cổ rồi. Ở trên có hai con kỳ lân ở trên kia kìa. Cây ở trước này là cây sứ á. Đây là cổng vào chùa. Anh em chào anh. Ồ, anh là dân ở đây hả? Dạ, em ở xa lại đây. Em nghe nói ở trong ngôi chùa này có một cái tảng đá gọi là hòn đá chém gì hả anh? Là sao anh có thể kể cho em nghe được không? Cái đấy cũng rõ chứ mà có cái ông chú kia này, ông chú kia vô cũng cơ rõ hơn. Có ông chú chút xíu vô hả? Có ông chú chút nó vô. Dạ. Hồi đó thì ông giới thiệu về hòn đá chém. Dạ, lúc trước đây thì hòn đá nằm ở đâu anh? Cũng không rõ nữa chứ mà ý là vừa là hiện tại nằm trong kia nè. Dạ dạ. Ban đầu là gì nói nằm đâu trên chỗ nhận tháp kia nè. Dạ. Sau đó thì dân làng người ta kêu nửa đêm gì đó có tiếng khóc đổ tiếng oán thán nổi dậy đấy. Là sau đó người dân ở đó thì xuống thỉnh ông ngài ở chùa này. Thì đêm hòn đá vừa đang đỡ đó tới nay. Còn nó còn nhiều câu chuyện lắm nhưng mà nó tóm tắt lại nó nội dung nó thì có như vậy đó. Dạ. Nó từ góc gác là nó trên chỗ cái đầu lanh giỏ tánh lên kia này. Có nghĩa là nhiều câu chuyện xung quanh hòn đá này lắm hả? Tức là nó tôi được biết là vậy thôi chứ còn nó còn nhiều lắm. Dạ. Có ông chú nào gần xôi tới chưa? Ông gần tới rồi, xíu nữa ông tới. Dạ. Chứ đó thì anh tìm hiểu về cái hòn đá này này. Hả? Em tìm hiểu về cái hòn đá đó đó. Đã chiếm. Chép ở trong kia hả? Dạ. Quay không? Dạ. Không, em coi là... dạ. Cái em nghe kể cái câu chuyện về hòn đá đó anh. Đường đá chỗ kia hả? Dạ. Coi một phần rồi chứ mà ý là cũng muốn tìm hiểu thêm á. Dạ. Tìm hiểu ấy. Dạ. Qua từ đâu đó chứ? Qua gì tụi tôi làm cái đầu có vậy. Dạ. Đấy, quay cụ đấy. Chào chú. Chào. Cụ dạ, con muốn tìm hiểu về cái hòn đá trong chùa hả chú? Vô thưa mấy ông chú á. Bà nghiệp chất quán rồi, bây giờ tôi chạy ra ngoài đó. Đây là đồ thuốc ăn bánh canh. Ngôi chùa này những cái mái ngói âm dương rất là cổ luôn đúng không? Có tuổi đời gần 400 năm mà. Chùa mình là chùa Thập Tháp hay không? Chùa. Chùa. Dạ. Giờ này các thầy nghỉ trưa hết hả con? Dạ. Ngôi chùa này thì có một cái tảng đá rất là mọi người truyền tay nhau đó là tảng đá chém hả cô ha? Im lăng khờ. Dạ. Cô có thể giới thiệu cho con sao gọi là tảng đá chém hay không? Này tổ ấy, nhà tổ ấy. Đây là thờ trước tổ. Nhà tổ. Trước nhà tổ hay cô ha? Đấy, đây là tảng đá. Sao gọi là tảng đá chém hay cô ha? Hầu kia mấy người quen du học về đấy. Dạ. Cứ ai đó ấy là người ta đem tới hòn đá đó người ta chém, chép xuống đó. Cứ đeo vào đây là chém. Thành mỗi đêm người vừa thờ. Dạ. Cô, cái tảng đá này con nghe nói là không ai dám bước lên đúng không cô? Không ai dám đụng tới hả? Ai đâu đụng. Dạ. Họ dám nha. Dạ.
Thưa cô bác quý anh chị, sau một thời gian chạy từ thành phố Quy Nhơn hơn 30 km về đây, về chùa Thập Tháp này thì tảng đá mọi người gọi là tảng đá chém, và được thờ trước cái nhà thờ này, khối lượng của tảng đá ha. Gì? Không qua đây này. Em qua đây. Ở đây này, anh nhà tí ha. Và theo chia sẻ thì cái tảng đá này thì trước đây thì không phải ở đây mà sau này đem về chùa. Mọi người ở đây gọi là tảng đá chém, đúng không em? Dạ. Tảng đá chém, em biết tảng đá này không? Dạ, từ thời Tây Sơn. Thời Tây Sơn, tại sao? Dạ, Nguyễn Ánh khi lên vua lật Nguyễn Ánh bắt những người dân vô tội đem ra hòn đá đây chém đầu. Lúc đó nó nằm ở đâu? Lúc đây nằm trong thành. Trong thành ha. Đem sau đó cái... ngày Phúc Huệ đem về đây. Ngày đem về đây. Dạ. Chú Tiểu bao nhiêu tuổi rồi? 15. Tu ở chùa này lâu chưa con? Dạ, một năm trước. Một năm trước rồi ha. Thì rồi tảng đá này không ai dám bước đi trơn hả? Dạ, không ai dám đụng hết hả? Đi được hả? Đi được hả? Đụng được, mình lên ngồi không làm gì được. Hả? Mình lên mình ngồi hay là đi lên cũng được, không bị gì hết. À, nghe nói cái tảng đá này là chó nó không dám lại vào hả? Không, chó lại được mà vào ban đêm là... nghe mấy chú kia kể là ban đêm mà nghe cái gì xương sỏi rớt bập mà. Đâu, chút đây này. Ban đêm nó ai gặp? Cái xương sỏi đầu người. Nghe tiếng cốc cốc. Nghe tiếng cốc cốc hả? Nghe tiếng chém hả? Không, mà chém mà cái đầu sỏi rớt xuống. Người á? Dạ có mà lâu rồi. Ở đâu? Ở trên này luôn hả? Hết mà sư thầy thấy luôn ha? Dạ không, đây là quý chú bằng đêm đi qua đi lại thấy. Thế chú bằng đêm đi qua này thấy đầu hết ở bên này suốt. Nghe ha. Này cái tảng đá này là đá gì à? Cưng biết không? Đá trắng. Đá trắng hả? Rất là nói về cái tảng đá chém này thì mình rất là tò mò. Ở trên đó là chữ gì à? Chú Tiểu? Dạ, con lâu rồi giờ. Ở đây là thờ gì? Mấy ngày tổ mà thờ trước. Mấy ngày sư tổ ha. Ngày sư tổ thờ trước. Cái tảng đá này thì mình có thấy rõ ràng cái vết này vẫn nứt đây là lâu bị nó tự. Nghe nói cái tảng đá này nó vì có rất là nhiều quan hồn ở đây nên mấy ngàn người ở đây nên có rất có một cái linh tính đúng không? Và trước đây thì mọi người cũng không dám đụng chạm vô cái tảng đá này. Trước khi ông này có người cho tôi bưng cũng bưng về chùa bưng cũng được. Có ngày phải cúng thì tám người được sĩ mạnh mẽ mới bưng được. Mấy người? Dạ, lúc đấy ông này phải làm lễ xong là tám người khỏe mạnh mới bưng được. Tám người? Dạ. Tám người khỏe mạnh bưng được cũng. Chứ mà lúc mà ông ngài Phước Huệ chưa làm lễ, chưa cúng rồi là đá bưng không được, bao nhiêu người bưng cũng được. Chỉ có lúc mà ông ngài Phước Huệ cúng xong, làm lễ xong hết rồi, trừ bớt ông hồn, ông hồn đi là bưng 8 người lực sĩ mình mẹ mới bưng được. Bưng được. 8 người lực sĩ mới bưng được chứ lúc... bây giờ thầy đó còn làm chủ trì đây không? Dạ, mất rồi. Mất rồi, duyên tịch rồi. Lâu rồi. Lâu rồi. Mấy trăm năm. 200 năm rồi. 200 năm rồi. Giờ vô đây là bao nhiêu năm? 200 năm hả? 300 năm rồi. Đây là các vết nứt do thời gian hả chú Tiến? Dạ. Các vết nứt này do thời gian. Và đây là một cái tảng đá, một cái khối đá trắng lớn, rất là dày. Ở đây thì... Giờ con rang. 5 tấc hả? Tiếng gì hả? Dạ, tiếng lại. Tiếng gì? Và tiếng... Quý thầy lại. Tiếng của thầy hả? Và dày hơn 5 tấc. Và đá này là đá nguyên khối ha. Ngồi đây. Ở đây, vô đây thì khoảng 1 mét. Và từ cái khoảng bên đây đến bên đây là khoảng 2 mét. Và làm đá trắng nguyên khối. Thì mọi người nói ngày xưa mà khi mà Nguyễn Ánh thì sau khi ông giành lại được lên ngôi vua đúng không?
do nghiện hệ làm vua, sau đó mất rồi. bị bệnh sau đó Nguyễn Ánh lên làm vua. Nguyễn Ánh lên làm vua. Yeah. Thì ông mới chém những người dân của quân của quân Nguyễn. Dám đụng tay vào, chú tiểu dám đụng tay vào. Đụng bình thường à. Bây giờ hai anh em mình để tay lên đây khoảng 5 phút à. Được không? Mình nghe nói rằng tảng đá này nó có linh tính, tại vì ở trong đây nó chắc chứa rất là nhiều sự nhiều quan hồn ở trong này. Và có người thì gọi là tảng đá quan hồn. Đúng không em? Yeah. Rồi bây giờ anh em mình để tay xuống nha. Rồi để tay xuống đi. Để hai tay xuống khoảng 5 phút nha. Chú đụng bình thường đâu, không bị. Nên là tụi con ngồi hoài bình thường. Chứ buổi tối mà đi ngang qua đã nhìn vô nó sợ sợ. Sợ không? Dạ có. Có bữa thì ngày nào cũng vậy. Cứ nhìn qua đây vào ban đêm rồi thấy hơi sợ. Cái trang có người lạnh sau lưng. Vậy hả? Dạ. Em có cảm nhận được không? Là lạnh không? Dạ có. Lúc mà đi ngang qua đây sợ sợ. Thưa với cô bác quý anh chị á, thì khi cái cảm nhận của mình khi mà mình đặt cái tay vào cái tảng đá này, nó cái cảm giác nó cái tay mình nó tê á, nó cảm giác là chú không có quen. Rất khác, và chắc có lẽ là em là người ở trong chùa đúng không, cũng đã quen rồi. Còn chú thì có cái cảm giác là tê cái tay, cảm giác tê tay rất là lạ luôn. Và theo chia sẻ của chú Tiểu thì trước đây thì bởi cả bản thân của chú Tiểu này á thì cũng không dám đi qua đây vào một buổi tối, cảm giác ấn lạnh đúng không? Không, đi qua được mà thấy lạnh nào. Ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi qua. Và cái tảng đá này gọi mọi người gọi với nhau á là quan hồn. Vì ngày xưa Nguyễn Ánh mới sau khi được lên ngôi vua thì ông chém tất cả những người mà của quân Tây Sơn. Và đây là rất là nhiều quan hồn ở đây. Và ngay cả đến nỗi những con chó mà ban đêm nó cũng không dám lại đây đúng không? Là nhưng mà nó gừ sủa. Sủa hả? Dạ gừ sủa. Rồi thôi cảm ơn em nha. Dạ. Và mình muốn chia sẻ một cái clip về cái tảng đá như thế này cho cô bác quý anh chị xem, và một cái tảng đá quan hồn tại vùng đất Bình Định này. Hôm nay thì đến đây á thì sự chia sẻ của chú Tiểu nè, thì cũng như là mình đến tìm hiểu về cái chùa Thập Tháp này, và cũng diện chứng luôn, cũng xem lại, quay lại cho cô bác quý anh chị xem về cái tảng đá mà có niên đại khoảng 300 năm đúng không? 300 năm tảng đá quan hồn. Và chân thành cảm ơn chú Tiểu nhiều, chúc chú Tiểu sức khỏe ha. Dạ rồi, cảm ơn chú Tiểu. Đây một tảng đá gọi là tảng đá chém hay còn gọi là tảng đá quan hồn à, có niên đại ha. Quán hồn. Sao gọi là quán mà không gọi là quán? Quán thận thôi.